1. Sử dụng xúc cách âm. Polyolefin là chất liệu chính của xúc cách âm. Cấu trúc của xúc cách âm bào gồm nhiều ô nhỏ liên kết lại với nhau thành từng mảng rỗng li ti, hay còn gọi là các ve thổi bọt khí. Phủ ra bên ngoài của những mảng xốp này là một lớp mạ nhôm đã được xi và nguyên chất. Tấm xốp cách âm cách nhiệt nhà POV bên ngoài công năng chống ồn còn có tác dụng giảm nhiệt và bức xạ nhiệt lên đến 50%. Không những thế, tấm xốp cách âm còn có khả năng chống mốc và chống nồm âm cho nhà xưởng. Nhờ vào những tác dụng ưu việt như vậy mà miếng xốp cách âm ngày nay không chỉ dùng cho cách âm nhà máy mà còn dùng cho các nhà xốp cách âm tại công trình dân dụng, nhà ở, cách âm phòng trọ hay cách âm nhà thi đấu. Nhược điểm là kích thước quá cồng kềnh dẫn đến tốn chi phí cho việc vận chuyển. 2. Sử dụng cao su non. Vật liệu cao su non được làm từ polymer với bề mặt có những lỗ siêu nhỏ ở bên trong mà mắt thường khó mà nhận biết được. Tác dụng chính của các lỗ này là tiêu âm, hấp thụ những tiếng ồn ở bên ngoài. Đặc điểm nổi bật của chất liệu cách âm này là vừa chống ồn lại, vừa cách nhiệt, lại có khả năng giảm chấn động cho máy móc thiết bị trong nhà xưởng. Cùng với đó, cao su non còn là chất liệu chống lại sự ăn mòn của không khí. Ngoài sử dụng tại các khu công nghiệp, nhà máy, vật liệu này còn được sử dụng nhiều trong thi công xây dựng phòng karaoke. Cao su non là lớp cách âm trong cùng và được dùng cho cả tường và trần nhà. Quý khách có nhu cầu mua hàng chính hãng giá gốc nhà sản xuất, hãy liên hệ trực tiếp tại trụ sở chính, cửa hàng Lê Hùng số 65, Nguyễn Văn Cử, thành phố Bắc Ninh, điện thoại 0936144646 hoặc đặt mua qua Zalo của Lê Hùng 0936144646. Không bán hàng kém chất lượng, không bán hàng giả hàng nhái, không bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. 3. Vật liệu cách âm từ bông khoáng. Bông khoáng là loại chất liệu có tác dụng hấp thụ tiếng ồn rất tốt. Sản phẩm bông khoáng cách nhiệt, hay còn gọi là len đá, được tạo thành từ quảng đá khoáng nung chảy ở nhiệt độ từ 350 đến 850 độ C, tỷ trọng 50 đến 200 kg trên mét khối. Chất liệu này có hệ số cách nhiệt cao, không bị bén lửa, vừa cách nhiệt, vừa cách âm rất tốt. Hình thức của vật liệu này thường dưới dạng tấm, dạng cuộn hoặc dạng ống. Ứng dụng của bông khoáng thường được dùng để cách âm cho nhà xưởng sản xuất, rạp chiếu phim, phòng karaoke. Với dạng ống và dạng cuộn thường dùng để cách nhiệt là chính và ứng dụng rộng rãi tại các khu công nghiệp, nhà ga, trường học, bệnh viện. Kho Lê Hùng bán luôn mặt hàng phục vụ cho mở cửa hàng bông khoáng cách âm, giá gốc tại Bắc Ninh. Với niềm tự hào là một nhà phân phối bông khoáng Ngọc Uyên cách âm, uy tín 20 năm trong lĩnh vực kinh doanh bông khoáng cách âm, giá gốc tại Bắc Ninh. Trên toàn quốc, với phương châm chất lượng và uy tín làm điểm tựa đưa sản phẩm bông khoáng cách âm ra thị trường. Với mong muốn mang đến cho quý khách những sản phẩm chất lượng nhất, giá cả cạnh tranh nhất, dịch vụ hoàn hảo nhất. 4. Bông thủy tinh. Bông thủy tinh hiện là loại vật liệu cách âm tốt nhất trong xây dựng. Khả năng tiêu âm của loại vật liệu này khá cao, lại hấp thu và tản được nhiệt, giúp giảm tiếng ồn một cách hiệu quả, nên được sử dụng từ các nhà xưởng công nghiệp cho đến các công trình dân dụng. Có nhiều loại bông thủy tinh như dạng tấm, dạng cuộn, dạng trơn hoặc dạng có phủ nhôm hoặc phủ nhựa PVC, phủ vải thủy tinh hoặc các chất liệu khác. Tỷ trọng của vật liệu này là 120 kg trên mét khối và khả năng chịu được nhiệt độ lên đến hơn 300 độ C. Bông thủy tinh vừa hấp thụ nhiệt, vừa ngăn cản khả năng truyền nhiệt, vừa có tác dụng giảm ồn lại không có hóa chất amiang nên rất an toàn trong quá trình sử dụng. Nhờ đó, đây là vật liệu được khá nhiều người lựa chọn để làm vật liệu cách âm nhà xưởng. Quý khách mua hàng hãy liên hệ trực tiếp tại trụ sở chính cửa hàng số 65 Nguyễn Văn Cử, thành phố Bắc Ninh hoặc mua hàng trên video đang xem này, mức giá rẻ hơn, giá nhà sản xuất, gọi điện đặt hàng hoặc mua hàng qua Zalo 0936144646. Chữ tín luôn được đặt lên hàng đầu, luôn đứng về phía khách hàng để thấu hiểu. 5. Cách âm với thạch cao. Thạch cao là loại vật liệu vừa có khả năng cách âm lại thêm khả năng cách nhiệt rất tốt. Kết hợp với ưu điểm thi công nhanh chóng và tính thẩm mỹ cao mà thạch cao hiện được sử dụng khá rộng rãi, không chỉ trong các nhà xưởng mà còn trong các công trình nhà ở thông thường. Thành phần chính của thạch cao là canxi sunfat, vật liệu này rất nhiều công dụng. Thông thường, để tiện cho thi công và sử dụng vật liệu này sẽ được sản xuất ở dạng tấm. Tuy nhiên cũng có dạng bột và dạng cục để người thi công có nhiều sự lựa chọn hơn. Chất liệu này có ứng dụng rộng rãi khi thi công thiết kế nội ngoại thất. Hướng dẫn cách âm cho nhà chung cư. 1. Xây dựng hệ thống cửa ra vào, cửa sổ cách âm. Đây là nơi mà tiếng ồn có thể lọt vào nhiều nhất. Bởi vậy việc thiết kế hệ thống cách âm ở đây đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý đến tất cả các khe hở của cửa và dùng các chất liệu như thạch cao, silicone để chắc kín, đảm bảo ngăn không cho tiếng ồn lọt vào. Cùng với đó, bạn cũng nên sử dụng các loại cửa với lớp kính chống ồn. Loại kính cách âm có chất liệu đặc biệt khác với các loại kính thông thường. 2. Cách âm cho trần nhà chung cư.
Đặc điểm của nhà chung cư là các không gian sinh sống bên trên bên dưới, hai bên liền sát nhau, vì thế cách âm cho trần nhà khá quan trọng. Cách âm trần nhà hiệu quả là biện pháp giảm thiểu, ngăn ngừa tiếng ồn từ tầng trên vọng xuống. Thông thường người ta sử dụng vật liệu thạch cao hoặc xốp cách âm trần nhà để cách âm cho trần. Đây là loại vật liệu được ưu chuộng vì hiệu quả cao, dễ thi công. Hầu hết các thiết kế nhà chung cư đều sử dụng thạch cao tấm để cách âm. Cách thi công thông thường là sẽ gắn miếng thạch cao cách trần một khoảng, tạo nên một không gian giữa trần và tấm thạch cao. Khoảng không gian này sẽ giúp ngăn cản âm thanh từ tầng trên chuyển xuống. 3. Làm tường cách âm. Như chúng ta đã biết, nhà chung cư thường có kết cấu xây dựng đồng bộ, nên muốn chọn chất liệu gạch xây hoặc chất liệu bê tông xây tường loại có kết cấu cách âm tốt thường khó thực hiện. Do vậy, sau khi nhận nhà, bạn nên thi công một số loại vật liệu để cách âm tường nhà đơn giản. Thông thường người ta hay sử dụng các miếng dán cách âm hoặc vật liệu sau để ốp chát lên tường như thạch cao, gạch cách âm, miếng gỗ, miếng cách âm. Những vật liệu này sẽ làm cho bức tường dày lên và có nhiều lớp, tăng khả năng hấp thu tiếng ồn từ bên ngoài. Lê Hùng, chúng tôi là nhà sản xuất và nhập khẩu bông khoáng Mốc Uyên cách âm và phân phối chính thức tại miền Bắc các mặt hàng vật liệu chất lượng tốt nhất. Hiện nay, tổng kho Lê Hùng bán luôn mặt hàng phục vụ cho mở cửa hàng bông khoáng Mốc Uyên cách âm, giá gốc tại Bắc Ninh. Với niềm tự hào là một nhà phân phối bông khoáng Mốc Uyên cách âm, uy tín 20 năm trong lĩnh vực kinh doanh bông khoáng cách âm, giá gốc tại Bắc Ninh, trên toàn quốc. Với phương châm chất lượng và uy tín làm điểm tựa đưa sản phẩm bông khoáng cách âm ra thị trường, với mong muốn mang đến cho quý khách những sản phẩm chất lượng nhất, giá cả cạnh tranh nhất, dịch vụ hoàn hảo nhất. Bạn xem video này, nếu xem thấy hay, bạn ấn vào nút like, nút đăng ký kênh và rất mong các bạn chia sẻ video hữu ích này cho nhiều người. Thay mặt toàn thể nhân viên công ty Lê Hùng, tôi xin gửi tới quý khách hàng, đối tác lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành nhất. Giải pháp cách âm cho nhà phố. 1. Chống ồn cho cửa. Các chuyên gia khuyên rằng để cách âm cửa ra vào nên sử dụng các loại cửa có khả năng chống ồn. Nếu là cửa gỗ cách âm thì nên dùng loại cửa dày, gỗ tự nhiên hoặc công nghiệp. Đối với cửa kính nên dùng cửa kính cách âm chống ồn, loại có nhiều lớp để tăng khả năng cách âm. Làm nhiều lớp cửa ra vào cũng giúp căn nhà bạn được cách âm tốt hơn. Đối với cửa sổ cũng nên sử dụng các loại cửa cách âm có kính hai lớp chân không, loại vật liệu cách âm đắc lực. Ngoài ra nên thiết kế cửa ra vào hai lớp, ví dụ như một lớp bằng kính chống ồn và một lớp cửa gỗ ở bên ngoài, vừa để bảo vệ cửa mà vẫn mang tính thẩm mỹ cao. Một lưu ý nữa là với các cửa phụ ra vào trong căn nhà, bạn có thể sử dụng các loại cửa gỗ công nghiệp bằng ván ép nhân tạo hoặc gỗ tự nhiên nhưng có độ dày thích hợp, không nhất thiết phải quá dày nếu như cửa ra vào và cửa sổ đã được thiết kế khả năng cách âm tốt rồi. Lê Hùng luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, giữ vững đạo đức trong kinh doanh. Với dịch vụ cung cấp bán hàng chuyên nghiệp, chất lượng hàng đảm bảo uy tín tại đây, Lê Hùng là nơi lý tưởng nhất cho bạn mua hàng trực tiếp hoặc mua online. Mua hàng chính hãng trên video đang xem này, mức giá rẻ hơn, chất lượng, đảm bảo chính hãng. Một lần nữa, Lê Hùng nhắc lại các bạn là hàng mua phải chính hãng, giá rẻ. Đặt hàng mua qua Zalo 0936144646 rất thuận lợi và đảm bảo chính hãng. 2. Cách âm mái nhà và trần nhà. Một thực tế là nhiều căn nhà phố sử dụng chất liệu tôn để lợp mái nhưng họ lại không hiểu rằng đây chính là vật liệu gây ra rất nhiều tiếng ồn, nhất là những lúc trời mưa hoặc có những vật thể lạ rơi vào mái nhà. Do vậy, lời khuyên chúng tôi đưa ra dành cho bạn là hãy sử dụng mái nhà bằng ngói để làm giảm tiếng ồn. Mái ngói cũng là vật liệu cách nhiệt khá tốt, giúp cho căn nhà mát mẻ hơn mỗi khi thời tiết nóng bức. Một giải pháp thông dụng nhất hiện nay làm trần thả bằng chất liệu thạch cao hoặc nặng các ván ép công nghiệp. Thiết kế xây phòng cách âm với trần thạch cao phòng khách gồm các khoang rỗng hoặc các tấm trần có lỗ thông, lõi bằng sợi thủy tinh để tiếng ồn thoát đi chứ không lọt vào phòng. 3. Cách âm sàn nhà. Lát gạch hoa thường có tính cách âm kém hơn so với lát sàn gỗ bởi khi thi công sàn gỗ thường lót một lớp mút bên dưới. Lớp mút này cộng với các khe hở của khung sàn gỗ sẽ có tác dụng tiêu âm, ngăn ngừa tiếng ồn và tạo sự êm ái cho chân khi đi lại. Do vậy, ngoài việc lát sàn gỗ, có thể sử dụng các loại thảm cách âm bằng len hoặc thảm lông để giảm thiểu tiếng bước chân di chuyển trong nhà. 1. Thay mặt công ty Lê Hùng, chúng tôi xin gửi lời chào trân trọng nhất và lời cảm ơn chân thành đến quý khách đã dành chút thời gian quý báu của mình để tìm hiểu về công ty và những mặt hàng giá gốc của nhà sản xuất của chúng tôi. Tại địa chỉ, trụ sở chính cửa hàng
số 65 Nguyễn Văn Cử, thành phố Bắc Ninh, điện thoại Lê Hùng 0936144646, đặt hàng mua qua Zalo 0936144646. Chúng tôi là nhà sản xuất về nhập khẩu và phân phối chính thức tại miền Bắc và trên cả nước. Sản phẩm chính hãng tốt nhất, chất lượng, giá rẻ, tốt nhất hiện nay. Tổng kho bán buôn, bán lẻ, giao hàng toàn quốc. 1. Cam kết về sản phẩm, giá cả và chất lượng. Lê Hùng cam kết chỉ mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm chính hãng theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất, không bán hàng kém chất lượng, không bán hàng giả hàng nhái, không bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Lê Hùng luôn cập nhật các sản phẩm mới nhất, model mới nhất của chính hãng. Chữ tín luôn được đặt lên hàng đầu, luôn đứng về phía khách hàng để thấu hiểu. Giá bán đúng với chất lượng, khách hàng không bao giờ bị mua đắt. Lê Hùng chuyên phân phối hàng bông khoáng Rock Win cách âm. Chất lượng hàng đầu, chất lượng tốt nhất, giá thành rẻ nhất, bảo hành dài hạn nhất. Uy tín, tin tưởng và thành công luôn đồng hành cùng chúng tôi. Tổng kho bán buôn, bán lẻ. Bông khoáng Rock Win cách âm, hướng dẫn thi công bông khoáng cách âm đơn giản. Bông khoáng Rock Win là vật liệu rất tuyệt vời trong xây dựng. Đặc biệt ứng dụng Rock Win phổ biến trong ngày thi công cách âm, cách nhiệt, chống cháy và cách điện. Ngoài ra Rock Win bông khoáng còn dùng trong nông nghiệp hiện đại. Tấm bông khoáng Rock Win thường dùng trong các công trình dân dụng, nhà ở cần độ cách âm tốt, cách nhiệt cao. Ví dụ như phòng thu âm, nhà hát, phòng DJ, phòng mổ, phòng xử lý âm thanh studio. Và muốn bổ sung thêm sản phẩm nào nữa thì hãy comment ở phần bên dưới để tham khảo giá bán của các sản phẩm này. Link thì mình sẽ đặt ngay ở dưới phần mô tả của video. Hãy để lại một like và một subscribe ủng hộ tụi mình để có động lực làm video đem đến cho các anh em những sản phẩm chất lượng cao trong tương lai nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.